Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì xin được chúc cho Tiến Lai cũng như là Minh Ánh, hai người em rất là thân thương của mến, sẽ được trong năm hạnh phúc. Và xin chúc tất cả quý vị có một bữa trưa thật vui vẻ và ngon miệng. Món quà âm nhạc đầu tiên dành tặng đến cho hai em sẽ là một lời chúc thật là ý nghĩa. Chúc hai em đêm nào cũng sẽ là đêm huyền diệu. Một sáng tác của cố nhạc sĩ Vân, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe Đêm Huyền Diệu. Quý vị thấy thế nào ạ? Một bài nữa ạ?
Còn bà nữ thì phải vỗ tay lớn hơn chút xíu nữa.